ngày nữa thì ba bốn ngày nữa thì đỏ đỏ, đỏ. Rồi hái gắt, nó bố hái gắt đó. Nhà vườn sẽ quá trời sạch đây mấy cây là này. Cái này mình phải để chín nữa hả má, không giờ mình không mổ ra được nữa hả? À, để như chín như vậy là tất nhiên nó cao mới đỏ được. 3-4 ngày là nó đến cái thứ 7 chứ chưa kịp hả? Chưa. À, thứ 2 phải mổ ra được. Tại này thì để giờ ngày nữa. Đỏ như đây cái nè. Còn hai cái này là thứ 7 mổ ra được. Thứ 7 mổ ra lấy cái bạc bỏ vô được. Còn mấy cái này thì chưa. Vậy thì mấy trái xanh quá thì chưa ôm đừng cá lại anh ơi. Hả? Trái xanh. Xanh đó có xanh cái đỏ trong xanh như vậy á. Dạ, còn dạ. Trái kia chứ mà đâu có về thì về bả tặng đi kiếm được mấy trái tươi. Dạ, tươi đó. Chỉ có miền này mới có thôi, miền bả tặng cho bà đâu có. Còn cái trái, trái hồi đẹp nhất á. Đây trái này là chốt xôi. Trái này đẹp nhất à. Đó. Thì nước ăn sống vậy hả? Cái gì đó cái hột vậy à, mình bỏ vô luôn mình hoài nó ro thấy chưa ngon chứ mà có lấy cái hột ra vậy uống sống vậy hả? À, em lấy chị làm trái. Dạ. Còn biếu cho chị vậy bao nhiêu tiền đó chị? Con trả cho má. Dạ. Bà nghe. Dạ bao nhiêu tiền đó chị? Đó là chị 15 năm trái. 15 đồng trái. Dạ, 5 trái, 75 đồng. Dạ. Lẽ lần đầu tiên thấy cái này á. Quá chừng trái luôn, đã hả? Có tiền thối, không có chờ. Vô bà chồng gì sờ lên má. Sao bển sao chồng được, mùa đông nó lạnh quá. Bà có chết đi. Chết gắt cả. Chết lạnh quá. Quên. Có ly rồi. Bích tình rồi. Boston nha. Tươi. Nhà đi bà xã bớ. Cái vả không nghe mà không biết vả cái vả này ăn gì má, cái vả uống sống không biết là hỏi này ăn rau sống hay nấu canh sườn. Thì nó có cái bông ấy hả? Bốn đêm ăn đủ thứ luộc cay cay lớn ăn hết nó ở trong ăn hết. Dạ ăn ngổ ha. Nghe thấy cái vả mà không biết là ở Sài Gòn á chị phải thành ra thôi, em đâu có trồng cây đâu biết đâu. Qua bên này cũng cái này chú trồng đi. Qua đây em có duyên ở với ẩm là cùng nhờ với cùng quê hương luôn, cùng trồng nhờ ở Việt Nam luôn. Dạ. Sao? Ở cùng nhờ ở Việt Nam luôn. Có duyên dữ dội. Vậy là đã quá rồi. Mình mà Việt Nam mình qua đây là mình đã mãi cho giờ năm tuổi tí. Thì chứ bộ ăn mấy cây nên là khỏe lắm á. Bốn nè. Bất tình xuống. Mà cũng chưa nó kệ lắm nè. Nó kệ chưa hè? Lúc nào? Hái nhiều má. Wow, cái đó thịt dữ lắm luôn á. À. Hái nhiều má. Chắc hai bữa là chín. Thôi buồn chú này thì nhà mình cũng mía vậy. Chú phải cây này sợ chim ăn hả? Đúng rồi, xong rồi. Vậy tặng gì ra té ma té mắng câu. Trời ơi. Cảm ơn anh chị với dạ. Cháu nhiều. Dạ. Cậu đi ngon lắm chị, món chưa thấy chưa dạ. Nó kệ lắm, chứ còn lúc là xin được ngon lắm. Dạ. Món cầu dai nè. Dạ đúng. Càng nói chuối là mình sẽ cắt như vậy nè, chị đừng có cắt sát. Cắt như vậy nó tốt nè, cắt sát quá nó mà bự nặng quá nó chạy nó chạy cái bùng đây là chiến quọ nữa này phù bà tốt nè cái già chút xíu chị này chị sướng giống chứ.
À, hôm nay là lễ Vu Lan, cả nhà đi chùa. Và anh cười lên con. Không được tên cho mẹ bà con mình. Bà con ở đó họ để tên luôn. Cái tên